Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành, Chúa ngày ban phước cho chúng ta được thờ phượng Chúa. Đầu tháng thì chúng ta đập rất là nhiều cái gương mặt quen thuộc của chúng ta. Và sáng hôm nay thì như thông lệ thì chúng ta được thờ phượng Chúa, chúng ta được ca ngợi Chúa, chúng ta được hát sướng danh của Ngài. Xin mút dùm cái âm thanh của bass, nó đang bị ù. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay thì trước khi bắt đầu cái lập bài sáng nay, đó là chủ đề mà tôi đã gửi cho hội thánh của Chúa, đó là bốn giai đoạn trưởng thành của cơ đốc nhân. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có một những giai đoạn, và như chúng ta đã biết đó là chúng ta phải có những cái giai đoạn để chúng ta, từ khi chúng ta bắt đầu tin Chúa cho đến bây giờ. Và trong cái lập bài này á, thì không phải là khi chúng ta học về lời của Chúa thì chúng ta tự đánh giá mình bằng cách là chúng ta xem mình ở trong cái giai đoạn nào, không phải là để mình xét đoán, nhưng mà mình nhìn nhận mình, và bên cạnh đó để mình tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy Chúa để Chúa giúp mình để có thể tăng trưởng và phát triển. Nếu mà chúng ta học lời của Chúa mà chúng ta biết mình ở trong cái giai đoạn nào và mình cần để cho nó tăng trưởng á, thì nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta học lời của Chúa mà chúng ta biết mình ở trong cái giai đoạn nào, trong cái giai đoạn đó mà chúng ta không muốn mình thay đổi nữa, thì thật là tiếc cho chúng ta. Trước khi bắt đầu cái lạc bài này thì tôi hỏi quý vị một câu, đó là giữa cái sự hữu dụng và giá trị thì cái nào quan trọng hơn? Hữu dụng là gì? Hữu dụng là mình sử dụng nó rất là cấp thiết, nó rất là cần thiết cho chúng ta, được gọi là hữu dụng. Và giá trị thì theo quý vị, giữa hữu dụng và giá trị cái nào quan trọng hơn? Hả? Hữu dụng quan trọng hơn hả? Có thể giúp dùm cái micro cho một số người. Tôi xin lặp lại câu hỏi nha. Giữa hữu dụng và giá trị cái nào quan trọng hơn? Ai có thể trả lời? Cô Liễu cho câu trả lời. Theo em thì chắc là giá trị quan trọng hơn. Giá trị quan trọng hơn. Rồi, cảm ơn Liễu. Rồi, ai có cái Xin mời gì? Tại thật ra cái nào cũng quan trọng, nhưng mà để mà so sánh hai cái thì em nghĩ hữu dụng, tại vì hữu dụng là cái mà mình đang cần lúc đó, còn giá trị là về cái đúng rồi, tức là cái giá trị là nó là về cái độ mà cao hay là thấp thôi, còn hữu dụng là lúc đó đang cần hơn. Em nghĩ vậy. Thì cuối cùng là cái nào quan trọng hơn? Hữu dụng. Ok. Rồi, xin mời cô Hiền trả lời. Chọn cả hai luôn. Cả hai luôn. Dạ. Cái nào cũng. Tại ta hỏi cái nào quan trọng hơn là phải chứ. Thì cái nào cũng giá trị rồi, nhưng mà quan trọng cái nào cũng có cái chức năng của nó hết, nhưng mà cái nào quan trọng hơn? Thì giá trị thì lớn hơn, nhưng mà hữu dụng thì cũng cần đâu. Ok. Nói bằng nhau luôn. Rồi. Cô Huệ nãy thấy có ý kiến, xin mời cô Huệ cho ý kiến. Theo em thì là hữu dụng có nghĩa là được sử dụng vào bất cứ mọi thời điểm và mọi công việc, nên là hữu dụng thì là được hơn. Còn cái giá trị thì là nó sẽ phù hợp vào từng cái công việc thôi. Để trả lời cái câu hỏi của mọi người sáng nay á, thì tôi sẽ đưa ra một cái câu chuyện này rất là quen thuộc cho chúng ta, mà trong cái thời gian khi mà chúng ta được học lời Chúa, có một câu chuyện ghi lại trong Kinh Thánh. Đó là có một người, họ có một cái đám ruộng, và người ta phát hiện rằng ở trong cái đám ruộng đó có một cái kho báu. Nói về sự hữu dụng thì cái đám ruộng đó nó có hữu dụng không? Có hữu dụng vì nó đang sử dụng. Nhưng mà khi người ta phát hiện ở trong cái đám ruộng đó nó có kho báu á, thì cái người đó họ quyết định thế nào à? Họ đi tìm mọi cách để họ mua cái đám ruộng đó, vì họ biết tại đó có kho báu. Họ tìm mọi nguồn tài chính, tiền thế nào không biết, nhưng mà họ mua cái đám ruộng đó để chi? Vì họ biết rằng nơi đó nó có một kho báu rất là giá trị. Khi mà nói đến điều này để cho chúng ta thấy rằng hữu dụng cũng là quan trọng, tại vì nó cần nhu cầu của chúng ta sử dụng, nhưng mà giá trị vẫn thật sự nó ở một cái việc đẳng cấp, nó cao hơn nhiều, cái giá trị nó cao hơn nhiều so với cái việc hữu dụng.
Khi nói đến điều này thì người ta thường đưa ra rất là nhiều dẫn chứng. Một người mà thầy giỏi á, là họ phát hiện ra ở trong các học trò có nhiều người, có những học trò có những kỹ năng tốt, và họ đặt vị trí của các học trò đó theo cái đúng cái vai trò của học trò đó. Cho nên đối với chúng ta sáng hôm nay á, thì khi mà chúng ta học về loạt bài 4 giai đoạn trưởng thành của đốc nhân á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay bước đi với Chúa, nó được gắn liền với những bức tranh xung quanh của chúng ta, giống như giai đoạn mà chúng ta bắt đầu được sinh ra cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và cảm ơn Chúa, theo lời của Chúa được ghi trong sáng hôm nay ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Xin ban IT giúp đỡ dùm cái like trong hôm qua tôi đã soạn. Lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 11 tới câu số 12 ghi thế này: khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con. Nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ. Đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn, đến lúc ấy tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa, thì chúng ta biết một cái câu chuyện đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay khi mà chúng ta bước đi với Chúa. Đó là vai trò của chúng ta là những người tin Chúa. Có nhiều người tin rằng khi Chúa Giêsu chết thay tội lỗi chúng ta, chúng ta nhận được sự cứu rỗi, như vậy là chúng ta thoải mái, hoặc là chúng ta sẽ lên thiên đàng, chúng ta bình an rồi, chúng ta không còn phải lo lắng gì cả, và thậm chí là thôi phần tôi là xong rồi. Cho nên là có nhiều người họ tự cảm thấy đủ rồi, cho nên họ không cần phải làm những cái việc khác, hoặc là họ không muốn chia sẻ tin lành của Chúa cho bất cứ ai. Tại sao? Phần tôi đã lên thiên đàng rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài có dặn các sứ đồ của Ngài, những môn đồ của Ngài, đó là phải đi ra khỏi thành Jerusalem đến những cái vùng đất để làm gì? Để làm chứng nhân cho Chúa. Sau đó làm gì? Đó là môn đồ những người đó trở nên môn đồ của Chúa, trở nên môn đồ hóa những người đó, trở nên những người hầu việc Ngài. Vậy cái cơ bản cốt lõi của chúng ta không phải là chúng ta là những người trưởng thành ở trong vai trò là chúng ta hiểu biết, nhưng mà vai trò nhất đó là gì? Từ chúng ta sản sinh ra những con người. Người thầy giỏi hoặc là một người giỏi là gì? Người giỏi là người có thể nhân bản ra những cái học trò giống như mình mới được là người giỏi. Còn nếu mà những người gọi là những người có tài năng á, họ sẽ không được gọi là giỏi khi mà họ chơi khả năng giỏi, nhưng mà họ không sinh sản ra những môn đồ, không sinh sản ra những học trò giống như mình. Nhưng mà một người giỏi là người biết sản sinh ra những con người giống như mình. Cho nên khi chúng ta ngày hôm nay học lời Chúa thì chúng ta sẽ có nhiều, nó sẽ có 4 giai đoạn để nhận biết chúng ta ở vai trò nào. Và khi chúng ta nhận biết chúng ta ở vai trò nào thì chúng ta cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta được nâng cấp hơn. Chúng ta nuôi một đứa con mà 3 tuổi rồi, thậm chí 5 tuổi rồi mà nó không biết nói. Quý vị có cảm thấy đau khổ khi mình nuôi một đứa con 5 tuổi rồi mà nó không biết nói không? Hoặc là nhiều khi có những người họ nuôi con 5-7 tuổi rồi mà không ăn được cơm, ăn toàn uống sữa với lại ăn cháo không à. Vì thấy khổ không? Tại vì khi mà đi vào trường học, các cháu không thể tự ăn được mà phải đem một thức ăn riêng của mình. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đi với Chúa là những cơ đốc nhân, chúng ta phải có những cái gọi là những giai đoạn để chúng ta trưởng thành. Để chi? Để chúng ta kết quả cho Chúa. Và khi chúng ta về trời, về thiên đàng của Chúa thì chúng ta có phần thưởng với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng lên, và tôi xin được phép cầu nguyện để xin Thánh Linh Chúa Ngài chúc phúc cho lời Chúa trong sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng con được thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì con biết rằng lời của Chúa sẽ giải phóng cuộc đời của chúng con. Con biết rằng lời của Chúa sẽ thanh tẩy, sẽ làm cho chúng con được lớn hơn khi chúng con thờ phượng Ngài. Ngày hôm nay rất là nhiều người trong chúng con ngồi tại đây cũng như đang xem trên sóng truyền hình, nhưng mà chúng con vẫn chưa nhận biết giá trị của mình với Chúa. Có lẽ là chúng con là những người hữu dụng cho Chúa, chúng con làm việc cho Chúa nhiều, nhưng mà chúng con không biết giá trị của chúng con trước mặt Chúa là thế nào. Thì buổi sáng hôm nay con cầu nguyện để lời của Chúa Ngài đến với chúng con trong giờ này, để chúng con nhận biết rằng chúng con là những môn đồ thật của Chúa, và chúng con kết quả cho vương quốc của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa sức dầu cho chúng con, sức dầu trên lỗ tai của chúng con, sức dầu trên suy nghĩ của chúng con, sức dầu trên tấm lòng của chúng con, để khi chúng con đón nhận lời Chúa, chúng con làm theo lời Chúa thì cuộc đời chúng con được thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa. Còn dân mà vinh hiển trong tay của Chúa, chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính mời hội thánh lên quạt. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng ta được quay trở lại lập bài, đó là 4 giai đoạn trưởng thành cơ đốc nhân.
Giống như hồi nãy tôi đọc lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 11. Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con. Nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Bốn giai đoạn phát triển của một cơ đốc nhân, nó không phải là sự đánh giá một tín đồ nào có giá trị hơn người này hoặc người kia. Nhưng điều quan trọng đó là người đào tạo ra môn đồ hiểu được sự khác biệt giữa giá trị và tính hữu dụng. Mặc dù là một cơ đốc nhân trưởng thành sẽ hữu dụng hơn mục đích của Chúa và hội thánh Chúa, hơn một đứa trẻ hay một đứa trẻ thuộc linh, nhưng người đó cũng không có giá trị hơn. Việc xác định mức độ phát triển tâm linh của một ai đó thực hiện hoàn toàn nhằm mục đích để biết được nơi nào và cách nào đó để dẫn dắt họ trong hành trình làm trở nên môn đồ Chúa. Buổi sáng nay lập bài này không phải là dùng để phán xét người này người kia, nhưng mà chính cá nhân của chúng ta, khi chúng ta bước vào lời của Chúa đó, thì chúng ta biết chúng ta ở vị trí nào. Và khi chúng ta biết chúng ta là ở vị trí nào, để xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta được thay đổi. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng mình cần được nâng cấp hơn, thì lời Chúa ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi lập bài thứ nhất. Cái ý thứ nhất đó là con đỏ. Một người mới tin Chúa giống như là một đứa bé được vừa mới sinh ra. Và tôi muốn kết lại hội thánh của Chúa sáng nay là chúng ta sẽ nên tắt điện thoại lại, ốp điện thoại hoặc là dừng hoạt động điện thoại, để đây là một lập bài chúng ta rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn tất cả mọi người chúng ta đón nhận lời Chúa với một lời trân trọng, đó là lời Chúa thay đổi chúng ta. Và một người tin Chúa nó cực kỳ quan trọng ở chỗ là gì? Đó là khi chúng ta vừa mới tiếp nhận Chúa, chúng ta giống như một đứa bé mới được sinh ra đời. Hãy suy nghĩ khi một ngày nào đó chúng ta đến bệnh viện thăm một người mới sinh một em bé. Ôi, đứa bé rất là bụ bẩm, đứa bé rất là dễ thương. Và dường như nó bước ra ngoài cái cuộc sống này, và nó đặt ở trong cuộc sống này, bắt đầu nó đối diện với những cái điều xung quanh. Và lúc bây giờ thì chúng ta, nó phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ của nó. Mẹ nó cho nó ăn cái gì, nó ăn cái đó. Mẹ nó cho nó bú cái gì, nó bú cái đó. Mẹ nó mớm cái gì là nó mớm cái đó. Nó không biết là đúng hay sai, nhưng mà cứ hả họng là đúc, hả họng là đúc, hả họng là đúc. Lúc mà nó buồn ngủ thì mẹ nó cho nó ngủ. Lúc mà nó thức và nó khóc thì mẹ nó dỗ dành nó. Và đứa bé đó là đứa bé mới chào đời, được gọi là gì? Con đỏ. Đúng không ạ? Đứa bé con đỏ này, một đứa bé được chào đời, nó dường như đến từ một thế giới mới. Nó bắt đầu một cuộc sống mới trong thế giới mới mẻ này. Giai đoạn này đứa bé chưa thể tự đi hoặc đứng, không tự ăn được, không tự uống được. Mọi thứ đều cần sự giúp đỡ của người khác, không biết phân biệt đúng hoặc sai. Đứa bé không tự chủ và hoàn toàn lệ thuộc vào cha hoặc mẹ của chúng. Bây giờ cái câu chuyện này và cái hình ảnh này nó gắn cho chúng ta một cái điều lớn hơn ở trong vai trò thuộc linh. Đó là gì? Một người mới tin Chúa, một người mới tiếp nhận đạo Chúa, nó giống như đứa bé này. Có nghĩa là gì? Mình bước chân vào hội thánh, mình được nghe người ta nói về Chúa Giêsu, rồi mình cũng nghe người ta dạy đạo cho mình, thì mình bao nhiêu mình cứ tiếp thu. Lúc bây giờ mình không biết cái gì để mà mình phân biệt đúng sai cả. Tại vì sao? Ta dạy cái gì mình nghe cái đó. Người ta hướng dẫn mình thế nào mình làm thế đấy. Tôi nhớ là những năm tháng tôi tiếp nhận Chúa, khoảng một năm đầu tiên, tôi không biết giữa người tin lành với người công giáo thế nào. Tôi không biết là đạo Chúa là đạo mà có thờ hình tượng hay không, tôi cũng không biết. Và tôi cũng không biết tại sao lúc bây giờ tôi tin Chúa tôi vẫn hút thuốc, tôi vẫn chửi thề. Tại sao? Tại vì tôi rất là mới mẻ, được những người khác dạy cho mình. Bây giờ phải học bài tội lỗi, là tính lý tội lỗi á, là không được phạm tội, không được nói dối, không được hút thuốc, uống rượu, không được chửi thề, không được mọi thứ. Và mình chỉ nghe, mình tiếp nhận nó thôi. Nhưng mà mình không biết là mình đắc thắng cái tội lỗi như thế nào, mình từ bỏ như thế nào, vì cớ mình chỉ tiếp nhận thôi. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà tôi mới tiếp nhận Chúa. Quý vị ơi, ngày hôm nay là những người mà mới tiếp nhận Chúa, thì chúng ta chỉ nạp vào những gì mà những người khác cho chúng ta thôi. Và cái giai đoạn này cực kỳ nguy hiểm. Nếu một ai đó, một đứa bé đó, nó được không phải chính cha mẹ ruột của nó cho những thức ăn, cho những cái gọi là ly sữa mà không phù hợp với nó, thì có thể là nó sẽ bội thực, hoặc là nó bị không tốt cho sức khỏe nó. Tại sao? Tại vì nó chỉ nạp thôi, nó không biết lựa ra cái thức ăn nào là cần thiết cho nó. Đó là giai đoạn mà chúng ta gọi là con đỏ. Như tôi đã nói,
giống như lời Chúa buổi sáng hôm nay, đó là có nhiều người ngày hôm nay có con của mình, nuôi con mình. Quý vị hãy tưởng tượng đi, đó là gì? Mình nuôi một đứa con, mình sanh nó ra rồi, và một đứa con đó 3 năm vẫn nằm một chỗ, hoặc là 5 năm nó vẫn nằm một chỗ, và cứ đút cho nó ăn, cứ đút cho nó uống là nó cứ ăn nó uống thôi, nó không biết làm gì cả, nó không biết phân biệt đúng sai. Thì tôi hỏi quý vị có buồn không? Và cái câu chuyện đó, nó y như cái đời sống thuộc linh của nhiều người ngày hôm nay. Đó là đi với Chúa, tin Chúa 10 năm, 20 năm luôn. Nhưng mà người ta đút cái gì là ăn cái đó, người ta nghe cho cái gì là nghe cái đó, người ta làm cái gì là cứ tiếp nhận làm, nhưng mà cũng không biết đúng hay sai gì cả. Và đó là cái giai đoạn mà chúng ta nhận biết có rất là nhiều ngày hôm nay ở trong giai đoạn còn đỏ thuộc linh. Tôi thấy rất là vui vì trong thời gian qua có một số anh chị em ở trong thánh bắt đầu lớn lên. Có những người trước đây dường như là ở trong công tác mục vụ hội thánh của Chúa là chỉ biết đến thờ phượng Chúa thôi. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng họ bắt đầu có những cái nấc thang là tốt hơn, đó là bắt đầu có cái trách nhiệm và nhận thấy được cái vai trò của mình, bắt đầu giữ phần ở trong công tác cầu nguyện Chúa. Rồi tôi thấy rằng có những bạn trẻ trước đây chưa bao giờ dâng hiến, và khi được học lời Chúa, hiểu rõ lời Chúa, bắt đầu biết dâng hiến. Bắt đầu. Và tôi nhìn thấy được rằng trong khi các bạn làm đúng lời Chúa thì các bạn được Chúa ban phước rất là nhiều. Cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là những cái việc mà đứa bé nó cần thiết cho cái thực phẩm đáp ứng cái thân thể của nó, cái cơ thể của nó. Chỉ có ai à? Cha và mẹ nó thôi. Cái giai đoạn này là giai đoạn mà chỉ có người mẹ của nó hay là người cha nó, là người hoặc là bà vú em á, có lẽ là đáp ứng được cái thức ăn phù hợp với nó vào thời điểm nó là con đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay có rất là nhiều người giống như trong vai trò thuộc linh, khi họ là con đỏ họ lại tiếp thu rất là nhiều thức ăn từ nhiều nguồn khác nhau, không phải là cha mẹ. Và Chúa Giêsu đã từng nói trong Giăng đoạn 10, đó là gì? Chiên con thì coi chiên của ta thì nghe tiếng ta, và chỉ có người chăn của thật sự con chiên đó mới hiểu được đặc tính con chiên để cho nó thức ăn phù hợp. Giống như cách đây hôm qua tôi gọi cho một người ở trong hội thánh và khích lệ cô đi nhóm, và sáng nay cảm ơn Chúa cô được đi nhóm. Cô nói vì công việc cho nên không có nhóm hội thánh được, buổi chiều đi nhóm hội thánh khác. Và khi cô tâm sự lần đến hội thánh khác nhóm là buồn lắm mục sư ơi, tại vì ở đó người ta không có giống như hội thánh mình. Họ có ban ngành đồ, gọi là thanh niên, thiếu niên đủ hết. Rồi nhưng mà tôi cảm thấy lạc lòi lắm. Tại sao tôi đến đó mà tôi không thấy gì hết cho chính mình tôi? Tôi mới nói cô ở đó không phải là không tốt, ở đó rất là tốt. Nhưng mà nơi đó không biết nhu cầu của cô là gì để đem thức ăn đến tốt cho cô, cho nên cô không nhận được cái thức ăn phù hợp với cô, vì nơi đó không phải là người cha, người mẹ thuộc linh của cô. Cho nên cái vai trò của chúng ta, hoặc là những người ngồi tại đây, nếu chúng ta biết chúng ta là cơ đốc nhân và ngay lúc này chúng ta là con đỏ, thì chỉ có người cha, người mẹ, những người nuôi chúng ta mới biết thức ăn nào phù hợp chúng ta để cho chúng ta ăn. Amen. Nhiều người hôm nay nghĩ rằng mình có thể lên trên mạng xã hội tiếp thu rất là nhiều bài giảng. Nhưng quý vị ơi, nếu ăn không đúng thức ăn thì coi thường bị bội thật. Coi dần bị bội thật. Và điều thứ hai tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ qua slide kế tiếp. Khi một đứa bé bắt đầu trưởng thành hơn thì lời Chúa ghi lại cho chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 thế này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1-11 ghi là: khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con, nhưng khi đã trưởng thành tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai, đó là trẻ con, hay còn gọi hiểu hơn hết đó là con trẻ đi. Một đứa bé mà khi nó ở mức độ con trẻ này thì thường thường người ta sẽ phân định nó vào cái độ tuổi từ 1 tuổi cho đến khoảng 6 tuổi, là tuổi đó nó bắt đầu chập chững, bắt đầu biết đi. Rồi trong cái giai đoạn đó là nó có thể tự đi được, nó có thể tự đứng được, nó có thể tự chạy nhảy được. Rồi đứa bé được bắt đầu đi đến lớp để học. Rồi khi mà nó vào trong lớp học, nó được học cái đúng cái sai, nó nhận thức được đôi chút.
rồi nó lại thích có nhiều bạn bè hơn, thích vui chơi hơn, nhưng mà nó cũng hay giận hờn. Rồi nó thích người ta cho quà bánh, nó thích người ta được quan tâm. Đôi khi nó cũng có một vài chính kiến của nó, nhưng mà nó cũng không biết đúng hay sai. Đây là giai đoạn của con trẻ. Đứa bé khi nó ôm giai đoạn này thì sao à? Giai đoạn của con trẻ thì nó suy nghĩ cũng giống như là con trẻ. Rồi nó nói như con trẻ, nó lý luận như con trẻ. Tại sao? Nó cần người ta quan tâm. Nó cần người ta gọi là có rất là nhiều bạn để chơi. Rồi nó suy nghĩ giống như một đứa trẻ con. Và nó hay giận hờn, nhưng mà lại sao à? Mau làm lành lắm. Chúng ta thường thôi, mấy đứa trẻ con mà nó chơi một chút xíu á là nó đánh lộn với nhau. Rồi nó la hét với nhau, rồi nó khóc lóc tùm lum hết á. Nhưng mà y như đằng chút xíu là cũng chơi lại à. Đó là tính của trẻ con. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng khi còn là trẻ con, tôi nói thì giống như trẻ con, tôi suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con. Trong cái giai đoạn này, một người cơ đốc nhân, khi họ bắt đầu đi được, họ đứng được, họ biết một mục sư nào đó dạy họ, giảng cho họ nghe, họ cũng ít nhiều biết được đúng và biết được sai. Nhưng có đôi khi những chính kiến của họ, những suy nghĩ của họ, những lập luận của họ, những hành động của họ, những lời nói của họ vẫn chưa được trưởng thành. Tại sao? Họ vẫn còn là trẻ con. Tôi tiếc thay ngày hôm nay, có nhiều người ngày hôm nay đi với Chúa nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa biết phân biệt được điều nào đúng, điều nào sai khi mà họ sống ở trong cái xã hội này. Ví dụ, Chúa nói là chớ thờn tượng và chớ gian dâm với hình tượng. Thế nhưng đôi khi tôi thấy một vài hình ảnh những con người, họ là cơ đốc nhân nhưng mà họ vẫn đi vào chùa. Họ chụp với những cái bức tượng mà đối với Chúa đó là gì? Chúa kỵ tà. Tại sao? Họ không biết phân biệt đúng hay sai khi họ đi với Chúa. Họ có những cái suy nghĩ của họ. Nhưng mà lời Chúa buổi sáng nay khích lệ cho chúng ta đó là gì? Đó là lời Chúa cho chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn này, chúng ta cầu nguyện Chúa để chúng ta được học thêm những lẽ thật, để lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. Chúng ta đã từng đọc lại cái câu chuyện trong Luca đoạn 16, nói về một cái câu chuyện, đó là một người cha có hai người con, một người anh và người em. Tôi buổi sáng nay tôi muốn nói về cái câu chuyện của người em chút xíu, để cho chúng ta biết một đứa con này vẫn chưa ở trong độ trưởng thành. Mặc dù thể xác thật là to lớn, nhưng mà nó vẫn chưa trưởng thành. Tại sao? Tại vì nó nhìn bên ngoài, nó nhìn cái xã hội mà khi cha nó sống với nó nhìn bên ngoài rất là màu mỡ, nó nhìn bên ngoài rất là đẹp đẽ, và nó không biết rằng ở bên ngoài cái cánh cửa của gia đình nó, khi nó bước ra ngoài, nó có bao nhiêu cái cạm bẫy đang chờ nó. Ở bên ngoài cái cánh cửa gia đình nó, bao nhiêu cái cám dỗ đang chờ nó. Ở bên ngoài cái cánh cổng gia đình nó, bao nhiêu cái điều mà kinh khiếp xảy ra với cuộc đời nó khi nó bước ra khỏi cái cổng của gia đình nó để nó bước ra ngoài. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết câu chuyện người em này thế nào à? Đó là gì? Đã yêu cầu cha mình đưa hết gia sản của nó được hưởng, và nó bán hết để nó đi ra bên ngoài, nó ăn chơi trác táng. Nó nghĩ là những cái đó là những cái mà cha nó không biết. Tại sao à? Tại vì suy nghĩ của nó là những cái đó là cha nó giấu nó và cha nó không muốn cho nó biết, hoặc là khi mà nó ra ngoài rồi đó thì cha nó không hề biết. Cha nó không biết là bên ngoài có những cái điều đặc biệt đó, cho nên là bây giờ cha ơi phải đưa con hết gia sản để con đi ra ngoài, để con bắt đầu theo cái suy nghĩ của con. Mình nhìn như vậy, nhưng mà thực tế đứa bé này, người trai trẻ này, nó chỉ là trẻ con thôi. Nó chưa đủ độ trưởng thành, nó chưa đủ độ lớn, độ chín để trở nên một người trưởng thành và được gọi là trẻ con. Quý vị ơi, buổi sáng hôm nay lời Chúa khích lại cho chính tôi và quý vị trong thời giờ này, đó là ai trong chúng ta nhận biết mình hiện nay cũng đã đi được, cũng đã đứng được, nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn chỉ là một con trẻ thôi, cũng cần sự giúp đỡ của nhiều người, cũng cần sự dạy dỗ của nhiều người.
Mặc dù mình có thể đi được, mình có thể đứng được, mình có thể lập luận được, mình suy nghĩ được, mình nói được theo cách của mình, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta ở cái vị trí này, cái chỗ này, cái giai đoạn này rất là nhiều. Hầu hết ở trong hội thánh của chúng ta hoặc là những nơi khác, ở cái giai đoạn này rất là nhiều luôn. Đó là gì? Còn trẻ. Và điều thứ ba tôi muốn gọi hội thánh của Chúa, đó là dạng thứ ba, đó là giai đoạn trưởng thành. Và quý vị thấy một cái hình ảnh của một cái lực sĩ đúng không ạ? Họ tử tạ, quay u thực bắp, những cái cơ bắp của họ cuồn cuộn. Đối với một số người phụ nữ gọi là gì? Sáu múi á. Bây giờ khi một người trưởng thành á, sẽ có ba cái điều. Thứ nhất là nhận thức, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là bản lĩnh. Người trưởng thành là người biết nhận thức đúng và sai, biết rõ hành vi của mình, biết rõ kết quả và hậu quả của việc mình làm, và có những suy nghĩ độc lập. Với một số nước phương Tây á, thì người ta cho chúng ta biết là cái tuổi 18 là tuổi được gọi là trưởng thành. Tại sao? Tại vì những đứa bé dưới 18 tuổi thì chưa được gọi là trưởng thành. Vì nhưng mà người ta thường thường lấy một cục bốc, đó là 18 tuổi là tuổi mà có thể quyết định cho việc mình làm. Trừ một số trường hợp những đứa bé nó phát triển vượt bậc thôi. Nhưng mà có những trường hợp đó là gì? Đó là người ta vẫn lấy một cái mốc 18 tuổi để làm cho định cho một người nào đó trưởng thành. Một người trưởng thành là người biết nhận thức đúng và sai, biết rõ hành vi của mình làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu mình làm sai, mình làm tội, mình cướp của giết người thì mình vào tù. Mình làm tốt thì mình được xã hội quan tâm, và thậm chí mình làm tốt thì được người khen, và điều đó là điều mà mình cần nên làm. Có nghĩa là một đứa bé, một người trưởng thành là người biết nhận thức hậu quả của việc mình làm và suy nghĩ bắt đầu chín chắn hơn, có chính kiến hơn, có lập trường hơn, và những cái việc họ làm họ đều phải có trách nhiệm. Nếu mà họ làm sai thì họ sẽ chịu cái hậu quả của việc họ làm. Vậy trong vai trò thuộc linh cho chúng ta trong giai đoạn này thì chúng ta suy nghĩ về người này thế nào? Cái hạng người này lại thêm một đứa là trách nhiệm của họ là tự kiếm tiền lo cho bản thân và tự nuôi sống bản thân mình, sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng. Người trưởng thành là người có thể tự đi kiếm tiền nuôi bản thân mình. Tôi chưa nói tới việc là họ lo cho ai nha, chỉ cần là họ lo cho bản thân họ là được trưởng thành rồi. Rồi thứ ba đó là bản lĩnh, có sức chiến đấu với kẻ thù và đôi khi có hành động nổi loạn. Tại sao? Tại cái tuổi này á, là tuổi mà có sức chiến đấu, có nghĩa là biết được kẻ thù của mình là ai. Và người ta thường thường chọn cái tuổi đi nghĩa vụ quân sự á, là vào 18 tuổi trở lên. Tại sao? Tại là đó là tuổi trưởng thành để có thể cầm súng ra trận. Chứ không ai đưa một đứa bé mà 10 tuổi, 12 tuổi cầm súng để ra trận hết á. Tại vì sao? Tại vì chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành để làm việc đó. Nhưng mà 18 tuổi thì bắt đầu có suy nghĩ chín chắn và quyết định hành vi mình làm. Để chi? Để có thể cầm súng ra trận để chiến đấu với kẻ thù. Rồi họ muốn sự độc lập nhưng vẫn cần được huấn luyện và nuôi dạy liên tục. Đây là cái giai đoạn tuổi trưởng thành. Ngày hôm nay khi tôi nói lên điều này để khích lệ hội thánh của Chúa ngay giờ phút này, ai chúng ta nhận biết mình ở trong giai đoạn trưởng thành? Về phương diện thuộc linh, nó rất là quan trọng. Đó là gì? Đó là chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải hiểu rõ đây đó là gì. Chúng ta phải nhận thức rằng việc mà chúng ta bước đi với Chúa, thờ phượng Chúa, việc nào đúng, việc nào sai, mình phải biết. Và đó khi mà là trưởng thành á, vì mình mới biết rõ hành vi của mình làm. Ví dụ như Chúa nói là hãy nhớ ngày nghỉ để là lên ngày thánh, và mình thờ phượng Chúa, nhưng mình vẫn đi làm hoài. Và cuối cùng mình lại ở trong cái vòng luẩn quẩn hoài. Rồi đôi lúc Chúa dặn mình là chớ làm điều này, chớ làm điều kia, nhưng mình cũng thích làm theo cách của mình. Mặc dù mình là người bước đi với Chúa nhiều năm rồi, mình biết có những người không biết, không nói, nhưng mà có người đã biết rõ đó là sai, nhưng vẫn tiếp tục làm, thì phải chịu hậu quả của việc mình làm. Không đổ thừa cho Chúa được, nhưng mà chính mình. Cảm ơn Chúa, sáng nay tôi nghe một người anh em nói với tôi, mục sư ơi, anh nghỉ làm cái chỗ đó rồi. Thầy chủ lực cũng phải đi làm luôn. Và cảm ơn Chúa, sáng nay thì thấy anh gặp hội thánh chào hỏi. Cảm ơn Chúa và xin Chúa chúc phước cho anh có việc làm mới.
Tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa không phải là vấn đề làm chủ nhật không. Nhưng mà kể cả chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải biết rằng những nếu là người trưởng thành á, thì chúng ta phải biết điều nào đúng điều sai để chúng ta chọn con đường mà chúng ta đi, chọn điều mà chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta biết là sai rồi mà chúng ta tiếp tục làm thì chúng ta phải chịu hậu quả của việc mình làm. Đó là sự nhận thức của chúng ta. Rồi trách nhiệm của chúng ta đó là tự kiếm tiền lo cho bản thân và tự nuôi sống bản thân. Nó là nói về phương diện gọi là thuộc thể. Nhưng mà về phương diện thuộc linh là gì? Đó là chúng ta phải tự lo cho bản thân mình, biết cái nguồn nào tốt để thuộc linh chúng ta tăng trưởng, cái nguồn nào không tốt để chúng ta nghe, chúng ta hiểu thuộc linh chúng ta không tăng trưởng. Mấy ngày nay trên mạng xã hội có một cái tiêu đề về sự cứu rỗi không mà tôi nghe tôi nhức cái đầu luôn. Bên này nói cái điều này, bên kia nói cái kia, không ai biết, không ai chịu thua bên nào, cứ cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại. Tôi thấy mà những người đó là những người mục sư đấy, mà cuối cùng tôi thấy là không đi tới đâu. Tại sao? Tại vì cái điều đó Chúa nói là hãy tránh. Phao-lô đã từng nói là hãy tránh những sự cãi lẫy, nó không có đem ích lợi gì cho chúng ta cả. Là những người có đốc nhân, người trưởng thành thì chúng ta phải biết là những cái vấn đề này cực kỳ quan trọng. Khi mà tôi học chỗ này, tự kiếm tiền lo cho bản thân và tự nuôi sống bản thân mình. Và tôi muốn nói vào thánh buổi sáng hôm nay một điều, đó là xin Chúa ngài ban phước cho thánh yêu thương của chúng ta. Đó là hội thánh của Chúa phải tự đứng trên chân của hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa phải làm sao để tự lo được hội thánh của Chúa. Và cá nhân các thành viên trong hội thánh của Chúa phải là những người trưởng thành. Amen. Quý vị ơi, khi mà tôi đi ra ngoài Bắc và trong những cái thời Covid đó, tôi làm việc, tôi hầu vì Chúa, tôi thấy rất là nhiều người họ đang gọi là họ hiểu cái chỗ này nó hơi bị gọi là không rõ nghĩa. Họ bị dạy những cái điều mà dường như nó bị ấn trí của họ, phải là nghèo mới là thánh. Khi tôi có cơ hội được nói chuyện với mục sư Hãng A Xà, ông mới học hết lớp 5 nha quý vị. Ông là người dân tộc Hờ Mông, ông học hết lớp 5 thôi. Nhưng mà hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với ông cực kỳ khôn ngoan, vì Chúa cho ông có một sự khôn ngoan cực, tôi nói là cực kỳ đặc biệt. Ông nói chuyện rất là khôn. Một người dân tộc Hờ Mông, học hết lớp 5 thôi, nhưng mà Chúa dùng ông một cách đặc biệt. Và ông nói là trước đây những thế hệ trước đã dạy sai. Họ dạy những con dân Chúa khi biết Chúa, những cái người Hờ Mông vào năm 1985 về sau á, họ tin Chúa quý vị biết bằng gì không? Bằng radio. Họ nghe bằng đài á, đài nguồn sống, họ nghe là họ tin Chúa. Không biết sao là khi mà họ sử dụng radio, họ ở rừng rú không có gì hết, họ có cái radio, cái gắn pin cho họ nghe, họ rà 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 cái nghe được cái tiếng Hờ Mông của họ. Rồi khi mà nghe tiếng Hờ Mông của họ đó thì bắt đầu họ mới làm theo cái sự hướng dẫn trong cái radio đó. Và với biết vào thời điểm đó đó là người ta thống kê là mấy trăm ngàn người Hờ Mông tiếp nhận Chúa. Và khi mà nghe như vậy thì một số anh sợ quá, người ta mới, tôi dùng cái từ anh đó, một số anh sợ quá cho nên là yêu cầu bà con không được nghe cái đài đó nữa. Nghe cái đài đó và nói bây giờ là chúng tôi sẽ cấp cho mỗi hộ gia đình một cái radio, nhưng mà bây giờ không có nghe đài đó nhưng mà phải nghe cái đài của chúng tôi phát sóng. Nhưng mà tiếc thay, khi mà họ cấp cho cái radio đó đó thì họ lại phát tiếng kinh. Họ phát tiếng kinh thì người người này không nghe được tiếng kinh, cho nên có radio mới rất thích, nhưng mà cứ thích mở cái kinh gọi là kinh Hờ Mông để nghe. Và số người mỗi lúc lại càng tăng hơn nữa. Họ được dạy bỏ con ma, hiểu bỏ con ma đó là gì? Họ thờ hình tượng á, họ thờ cúng bùa chú á, là bỏ con ma. Họ được dạy là bỏ thuốc phiện. Và tôi đến một cái làng đó hồi xưa là chuyên trồng thuốc phiện. Bây giờ nguyên cái làng đó là gì? Họ tin Chúa. Và nguyên cái làng đó làm du lịch luôn, được gọi là xin xứ hồ. Họ làm là gọi là cái cả làng đó tin Chúa. Rồi họ được dạy là không gọi là bỏ rượu bia, rượu không có rượu chè nữa, bỏ luôn. Rồi họ lại được dạy thêm những điều tốt lành. Nhưng mà họ cũng được dạy đó là gì? Đó là hãy xem loài chim trời không gieo không gặt, Chúa cũng nuôi nó. Họ được dạy những cái điều thật sự nó không sai. Nhưng bắt đầu họ nghĩ là họ cuộc đời này không còn bao lâu, cho nên chờ Chúa tái lâm thôi, cho nên là sống ngày nào biết ngày đấy. Và họ sống cứ giống như vậy ngày này qua ngày kia. Và khi gặp sự cố, gặp hoạn nạn thì họ không có gì hết. Quý vị có thấy những cái bức tranh mà tôi gửi quý vị coi trong hội thánh coi á, đó là hội thánh mà mình nhìn thấy rất là đau lòng. Và cảm ơn trước khi tôi gặp một sư Hãng A Xà, ông làm chứng lại là
Chúa nói mình phải như ánh sáng của thế gian, sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt thiên hạ để người ta nhìn thấy đó và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Họ nhìn mình không thấy cái gì sáng hết thì sao, làm sao mà họ tin Chúa? Và Chúa thay đổi tư duy của mục sư Hẳn A Sa, và ông bắt đầu làm du lịch cho cả làng đó. Và quý vị không, ông được bằng khen gọi là quân chương, gọi là lao động của chính thủ tướng, gửi cho ông quân chương luôn, tức là gửi luôn cái bằng khen luôn. Vì thấy đặc biệt không à, một người gọi là rồi wow quý vị, Chúa làm cho gọi là nhà nước á, làm một con đường từ ở ngoài đường vào trong tới bản làng luôn. Họ làm đường cho tới cái bản làng của ông luôn. Và bởi cái tiếng nói của ông và bởi cái sự sức dầu của Chúa ban cho ông. Thì khi mà tôi học điều đó thì tôi học được chính cá nhân mình, những cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay, đó là người trưởng thành, là người biết tự lo cho bản thân mình. Và đôi lúc chúng ta phải tự làm sao để đứng lên, để làm sao tìm kế sinh nhai cho chúng ta. Vai trò của từng thành viên hội thánh của Chúa cũng vậy. Và vai trò của những người ở trong hội thánh chúng ta cũng phải vậy. Chúng ta không có giận hờn vu vơ nữa. Chúng ta nhắm mục đích mà chạy để vực dậy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đôi khi chúng ta nói, ủa tại sao mục sư không thăm tôi, ông không quan tâm tôi, ông không nhớ đến tôi. Tôi hỏi vị dị vả, giả sử như tôi hầu vì Chúa nè, rồi khi tôi gặp nan đề trong cuộc đời của tôi tâm sự với ai? Tôi mới tâm sự với ai? Tôi tâm sự với vợ tôi. Bao nhiêu những cái áp lực, bao nhiêu gánh nặng mà tôi gặp trong cuộc đời mình, vợ tôi là người mà tôi thường tâm sự. Tôi thường nói với vợ tôi như vậy, không phải anh nói với em để cho em yếu đuối, nhưng mà tại vì anh không có chỗ nào để anh trút, cho nên thôi đỡ em, trút đỡ em. Người trưởng thành là người hãy nhìn biết hội thánh của Chúa cũng phải trưởng thành. Để gì? Để tự đứng trên đôi chân của mình. Chúng ta là những người bước đi với Chúa. Và tôi nhớ có một người mà gọi là họ rất là thành công trong xã hội, họ nói là chúng ta không được chọn cái nơi mình sinh ra, và nơi đó có thể nghèo khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong trái đất này, trong xã hội này mà chúng ta còn nghèo hoài thì không phải là lỗi của một ai đó, nhưng mà là lỗi của chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị, đi kiếm tiền khó không? Khó. Khó hay không là ở đâu rồi nè. Ngày ăn cũng có 2-3 cử thôi. Có đúng không mà? Mình ăn 2-3 cử. Nếu mà có điều kiện á thì ra ăn cơm gà rán hoặc là cơm chiên nhân châu có thêm cái đùi gà. Không thì ăn tổ tiếu nó cũng xong, một cử 20-30 ngàn cũng xong thôi. Chẳng qua là chúng ta có thỏa lòng hay không thôi. Làm kiếm tiền khó không? Khó. Khó thật sự, do mình. Xin lỗi luôn, có chiếc xe chạy đáp vẫn sống được. Đúng không anh Giáp? Vẫn sống được. Chẳng qua là do chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta, do cái vật chất ngày hôm nay nó làm cho chúng ta mất đi cái lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có mọi cách để nuôi sống chúng ta. Đức Chúa Trời có mọi sách để lo cuộc đời của chúng ta. Và hôm qua tôi đã nói với một con cái Chúa tại đây, đó là gì? Đó là Chúa không bỏ chị mà. Chị làm kể cả coi ngày Chúa giật luôn, nhưng mà chị thấy rằng tất cả đựng tiền công trong túi lũng hết. Chị đã bỏ mấy tháng không thờ phượng Chúa, bây giờ chị nhìn thấy rằng nó hoàn cảnh bây giờ nó còn tệ hơn rất là nhiều. Và Chúa cũng đâu có để chị đói ngày nào đâu. Vì Chúa hứa với mình hết đó. Đây là gì? Đó là trách nhiệm. Nếu chúng ta ngày hôm nay chưa ở mức độ trưởng thành thì xin Chúa ngày giúp đỡ để chúng ta trưởng thành hơn. Và một cách tốt nhất đó là chúng ta nâng cấp, chúng ta trở nên trưởng thành hơn. Và điều cuối cùng, giống như tôi nói, hữu dụng vẫn quan trọng, nhưng mà gì, giá trị vẫn quan trọng hơn. Đó là gì? Chúng ta trở nên một cái vai trò cha mẹ thuộc linh. Tôi xin hỏi tất cả mọi người tại đây, khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta muốn ở mình không? Hả? Cô Thanh lắc đầu. Cô Thanh có muốn ở mình không? Không. Không ai ngồi tại đây mà muốn ở một mình hết. Muốn có gia đình. Khi có chồng, có vợ thì đều muốn có con cái hết. Và khi mình có con cái rồi đó thì tự nhiên Đức Chúa Trời đặt trong lòng của con người mình đặc biệt đó là gì? Khi mà có con á, thương nó lắm luôn. Lo cho nó. Xin lỗi vì khi mình nhịn đói, nhưng mà con mình không bỏ đói nó được.
Mình có thể khổ, nhưng mà mình muốn con mình không khổ. Đó là đặc tính của cha mẹ. Và cái đặc tính của người cha người mẹ đó là gì? Trong giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của sự phát triển. Chúng ta đã đủ trưởng thành về mặt tâm linh để sinh sản ra các môn đồ. Có nghĩa là gì? Một cái người mà trưởng thành tốt bậc là người đó phải làm gì? Sinh sản ra các môn đồ. Người này có vai trò đó là gì? Đào tạo ra những người giống như copy phiên bản giống mình. Từ mình có thể ra được những con người giống mình. Và người đó có vai trò đó là gì? Người cha mẹ thuộc linh để bảo bọc họ. Ở đây tôi không nói là gọi là sinh sản cái kiểu mà thể chất. Tức là gì? Có những cái những tôn giáo á, là người ta không cần làm chứng đạo gì hết, đẻ con ra là người con mình có đạo, là cái gì có thành viên, là con cái Chúa luôn. Tôi không nói về điều đó, nhưng mà tôi đang nói về phương diện thuộc linh. Đặc biệt đó là gì? Nếu mà chúng ta là người trưởng thành rồi thì chúng ta phải qua một cái giai đoạn cao hơn nữa, đó là gì? Từ chúng ta phải sản sinh ra những con người. Thì đó là giai đoạn mà Chúa Ngài dạy, đó là môn đồ hóa. Từ chúng ta sản sinh ra. Vậy để mình dạy người khác tốt, mình có cách dạy cho họ tốt, thì cái giai đoạn trưởng thành mình phải nạp kiến thức, học rất là nhiều điều để chi? Để có cái mà dạy. Còn không có cái mà dạy đó, thì khi chúng ta có những đứa con mà sản sinh từ chúng ta mà không đúng cái tố chất mà thiên đàng Chúa đặt đến đó, thì rất là nguy hiểm. Tại sao? Tại vì nó có gen bản thể của người cha người mẹ. Quý vị để ý kỹ nha. Nếu người cha người mẹ mà chuyên gia đi mượn tiền góp, chuyên gia đi vay ngân hàng, chuyên gia đi giống như mượn tiền nóng tiền ngồi đó, chơi hụi chơi hàng, thì tôi đảm bảo đảm quý vị luôn là những đứa con khi sinh ra sau này nó cũng sẽ giống như cha mẹ nó. Thì nó có cái bản thể đó. Quý vị nhìn tôi đẹp trai không? Nhưng mà trước khi đây á, là tôi cái gì tôi cũng biết hết luôn. Hội xin lỗi cô Hiền nha. Hội hội tuần nè, hội tháng nè, ha, hội kỳ nè, bốc thăm cái lô đi gô thảy cái bốc thăm bao nhiêu là bỏ hội là tôi biết hết. Tại sao? Tại vì cái vốn dĩ đó là gì? Tôi sống trong một cái gia đình hồi trước đây nó như vậy. Và cảm ơn Chúa, gia đình tôi vẫn thiếu nào hoài, nhưng mà cảm ơn Chúa là khi tôi tin Chúa, tôi cột tối nhân danh Chúa Jesus, tôi cột tối điều đó và tôi cầu nguyện để Chúa ơi, Chúa giải phóng gia đình con không muốn như vậy nữa, và Chúa giải cứu. Amen. Cho nên bây giờ đừng nói chuyện mà chơi hụi với gia đình tôi. Tại sao? Tôi được thay đổi rồi. Tôi được giải cứu rồi. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta trưởng thành. Và khi trưởng thành rồi, mình biết mình trưởng thành rồi, mình nhận biết đúng rồi, mình tự lo mình được rồi, thì bây giờ mình cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn có đứa con thuộc linh. Con phải cung mang một ai đó, đứa con đó là đứa con thuộc linh, để sau này con gặp Chúa rồi đó, con nói: Chúa ơi, con tự hào vì sao à? Con có đứa con thuộc linh. Cái câu chuyện về một cái người đầy tớ mà chủ đi phương xa, Chúa giao cho họ một người một ta lân, Chúa giao cho họ hai ta lân, Chúa giao cho năm ta lân. Người có hai ta lân, Chúa làm cho làm lợi hai ta lân, người đó tự hào: Chủ ơi, con làm lợi được hai ta lân. Người có năm ta lân nói: Chủ ơi, con làm lợi được năm ta lân. Còn người có một ta lân làm gì? Chôn luôn. Cuối cùng Chúa nói người đó thế nào à? Hỡi kẻ đầy tớ gian ác. Mình tin Chúa rồi, mà khi mình gặp Chúa rồi, chẳng có một người nào tin Chúa qua cuộc đời con hết. Tại vì mình có làm chứng đâu mà người ta tin Chúa. Rồi qua cuộc đời mình, nó đâu phải là trưởng thành đâu mà người ta tin Chúa. Nhìn vô mình không thấy mà Chúa ở đâu chứ. Rồi qua cuộc đời mình không có thấy đứa con thuộc linh nào hết trơn. Tại vì mình vô gọi là gì? Mình gọi là son sẻ, không đẻ được đứa nào hết. Và nếu ngay giây phút này chúng ta chưa làm được điều đó thì cầu nguyện Chúa. Chúa ơi, mạng lệnh của Chúa ngày khi tạo dựng nên loài người, Chúa nói là hãy sinh sản thêm nhiều. Hãy sinh sản thêm nhiều. Đó là vì chúng ta phải sinh sản ra những con người giống như chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta xấu, chúng ta không tốt, chúng ta lừa dối, chúng ta lọc lừa, chúng ta điêu hoa, chúng ta sẽ sản sinh những đứa con giống như chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sống công chính, làm theo lời Đức của Trời, yêu mến Chúa
Và chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa cho chúng ta sản sinh những đứa con giống như chúng ta, đó là yêu mến Chúa, công chính tận hiến cho Chúa. Mình ngồi mình suy nghĩ đây, từ ngày mình tin Chúa bao nhiêu năm rồi mình vẫn chưa có đứa con nào. Tại mình chưa trưởng thành thì làm sao có con. Gọi là gì à, dưới tuổi vị thành niên. Tức là gì? Chưa trưởng thành. Bây giờ mình phải trưởng thành thì mình mới có con được, mình mới nuôi con mình được. Mình không có đủ trưởng thành thì làm sao mình nuôi con mình được. Mày trước khi mình có con thì Chúa ơi hãy cho con trưởng thành. Và ước mong trong những ngày tới Hội Thánh sẽ mở những cái lớp gọi là học Kinh Thánh. Chúng ta là những người giơ tay xung phong đầu tiên. Amen. Vì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. Quý vị ơi, quý vị lên mạng đó, vì hãy xem nha, người ta muốn làm giàu á, người ta sẽ mở những cái khóa làm giàu. Tôi nghe lại thôi, tôi không biết tại tôi không có nhóm phụ nữ. Nhưng mà tôi nghe có một ai đó đi học cái khóa mà gọi là định vị bản thân, hay là làm dù giống như phụ nữ là đi học cái lớp đó là phải cách ăn mặc như thế nào, cách đi đứng thế nào, cách nói chuyện thế nào, vô nhà hàng ăn phải để cái chén ra sao, để cái nĩa cái muỗng như thế nào. Tôi nghe nói là như họ phải học, và học như vậy để chi? Để nâng cấp bản thân và hiểu được cái giá trị cái của mình. Tốn tiền không? Tốn tiền nhiều. Nhưng mà sự khác biệt trong lời Chúa đó là khi mình học lời Chúa, mình được biến đổi cuộc đời mình. Mình biết được giá trị của mình nhiều hơn. Mà nhiều khi không chịu đi học, thậm chí học miễn phí luôn, không chịu đi học luôn. Vì hay có nghịch lý không? Đôi khi mình nghĩ nó là nghịch lý mà nó là sự thật đó. Ở ngoài họ đưa những cái triết lý gì đó học, xin lỗi, hồi đó tôi đi học đó, một lần tôi học đó, mấy ngày à, tốn mấy triệu bạc luôn, hai vợ chồng đi học tốn mấy triệu luôn mà học có hai ngày à. Còn trong khi đó mỗi tuần mở ra lớp ra dạy, anh em được học. Mà cái học cái này là lẽ thật để giải phóng cuộc đời của chúng ta, không chịu đi học. Học miễn phí không đóng tiền cũng không chịu đi học luôn. Bữa nay xe hư, rồi trời mưa, rồi ôi mệt mỏi quá, nhức lưng nhức mình mẩy quá thôi. Không biết tuần này ớt bữa, tuần đi tuần sau, tuần sau mất tiêu luôn. Quý vị ơi, mình biết lời Chúa lẽ thật giải cứu chúng ta. Hãy nhớ điều này nha. Mình biết lẽ thật giải cứu chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ sau này. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một Chúa vĩ đại. Chúa đứng đứng toàn năng và Ngài có những cái lời hứa Kinh Thánh để cam kết lời hứa của Ngài đối với chúng ta. Ví dụ mình khổ, mình nghèo. Chúa hứa với chúng ta về tiền bạc thế nào. Chúa hứa lời Chúa ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 đó là Chúa gì? Chúa hứa với chúng ta là gì? Ta ban cho các ngươi sao à? Sự sống và sự sống thịnh vượng sung mãn. Mình đâu có học đâu biết. Mình sẽ nói với Chúa như vậy nè. Chúa ơi, Ngài hứa với con. Ngài hứa rằng con tin Chúa, con yêu mến Chúa, con thờ phượng Chúa, thì Chúa hứa rằng Chúa ban cho con cuộc sống sự sống sung mãn. Giờ con nghèo quá nè Chúa, Chúa làm cho con đi. Kêu ngày không được, kêu 10 ngày, kêu Chúa 10 ngày không được, kêu 30 ngày, thậm chí kêu không được kiên nhẫn cầu nguyện luôn. Coi Chúa có chịu thua chúng ta hay không. Amen không ạ? Chúa đâu chịu thua chúng ta đâu. Nên là Chúa nói nếu mà con của ngươi mà xin gờ bánh lẽ nào ta cho đá. Rồi Chúa hứa là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Có bao giờ gõ đâu mà Chúa mở? Có bao giờ xin đâu mà Chúa cho? Tại vì mình không biết chỗ xin. Xin ông này ông kia mắc cỡ lắm. Tại vì sao? Phải mang ơn. Nhưng mà xin Chúa không mắc cỡ. Tại vì sao? Tại vì Chúa không đòi hỏi chúng ta phải nhớ lại những gì mà chúng ta xin. Nhưng mà hãy nhớ yêu mến Chúa là như vậy được rồi. Tôi thấy có đứa con nó khôn lắm. Nó cứ nói tôi, nó xin hoài với mẹ, nó xin hoài à. Nó nói mẹ ơi cho con mượn này, ba ơi cho con mượn này, nhiều khi mượn rồi có thấy nó trả đâu. Thì chúng ta có Chúa như vậy. Và nếu chúng ta học lời Chúa thì chúng ta sẽ biết chỗ nào để chúng ta xin. Chúng ta học lời Chúa để chúng ta biết chỗ nào để chúng ta thay đổi. Và chúng ta biết chỗ nào để chúng ta biện luận với Chúa. Amen không ạ? À? Phải không? Không chịu đi học biết chỗ nào đâu.
có cơ hội vì mà có cơ hội vì tiếp xúc với mục sư thôi. Luật sư, xin lỗi, luật sư chứ không phải mục sư nha, luật sư. Mấy ổng muốn đi cãi á là mấy ổng đều có những cái gọi là những cái luật để đối chức với lại quan tòa, đối chức với lại những cái thẩm phán. Họ có luật, họ đã ở điều này nè để họ đối chức cho họ không biết luật nào. Còn tôi thấy có một cái chương trình mà gọi là giống như là những cái người mà đi vi phạm luật an toàn giao thông á, bắt đầu ra mà nói chuyện với công an, xong công an bắt vô xong rồi đó, những người đó học giống như là cái đầu họ là có rất là nhiều luật trong đó luôn. Họ nói điều này điều khoản này nghị định mấy ABCD đó, nói hồi công an nó hên đi luôn đi. Còn mình không học lời Chúa, mình không biết lời Chúa hứa với mình chỗ nào, sao mình xin. Amen không cô Hiền? Amen mạnh lên, amen. Amen. Mình học để mình trở nên tăng trưởng, trở nên trưởng thành. Rồi mình hứa sau này, mình xin Chúa Ngài cho mình có những đứa con thuộc. Khi một đến độ, một trưởng thành rồi đó, thì chúng ta sẽ tự muốn mình có con. Thế gì? An ủi. Đừng có nghĩ con mình nuôi nha. Đừng nghĩ con người nuôi nha. Một quan điểm sai lầm ngày hôm nay là có con để con mình nuôi, nó rất là sai lầm. Tại vì tôi sanh con ra rồi, không bao giờ tôi nghĩ nó con mình nuôi tôi đâu. Không ai mà đẻ con rình mình ra mà nghĩ một ngày nào đó nó nuôi mình. Đẻ ra rồi không nghĩ nó nuôi mình. Nhưng mà nếu mà nó thương mình, nó nuôi mình thì cảm ơn Chúa. Nhưng mà chưa bao giờ mình đẻ ra ai, mình đẻ con mình mà nghĩ rằng nó lớn nó nuôi mình. Nếu mà nó lớn, nó trưởng thành, nó làm ra tiền, nó làm kỹ sư, bác sĩ, nó làm gì đó, kiến trúc sư gì đó, nhà vĩ đại gì đó, nó nuôi mình, cảm ơn Chúa. Nhưng mà thường cha mẹ sinh con ra không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ nuôi mình. Nhưng mà vì cớ mình thương con mình. Và sau này con mình nó đẻ cháu ra nữa. Trời ơi, ẩm đứa cháu nó rất là thích. Ai mà có cháu thì ẩm đứa đó. Tôi không biết một ngày đó con trai tôi lớn rồi, tôi đứng ở trên cái lộ chỗ mà gọi là thành hôn. Rồi tôi không biết là tôi đứng với ông xui sao. Tôi nhiều khi tôi hình dung ra tôi không biết tôi hình dung thế nào nữa. Vợ tôi ngồi đây cười. Nhưng mà tôi muốn nói một điều đó là chúng ta trở nên những người cha mẹ thuộc linh rất là phước hạnh. Đôi lúc không phải là vì nó cho mình cái gì, nhưng khi mình nhìn được những đứa con nó trưởng thành, mình nhìn được đứa con nó lớn lên trong cái suy nghĩ, nó lớn lên ở trong cái hành động, nó lớn lên trong những cái cách nó sống, nó trưởng thành hơn, thì cảm thấy mình rất là vui. Quý vị ơi, Chúa cũng vậy. Chúa vui khi quý vị trưởng thành. Chúa vui khi vì trở nên những người cha, người mẹ thuộc linh. Chúa rất là vui. Nhưng mà Chúa rất là buồn khi mà nuôi hoài mà chúng ta trở nên con đỏ. Cho nên ước mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ chúng ta, để chúng ta trở nên những cái người kết quả cho vương quốc của Chúa. Amen. Và chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện trong giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.